Trong bốn nhóm tính cách DISC thì người đàn ông nhóm S, Steadiness, được định nghĩa là người kiên định, là người mà được rất là nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp tin cậy. Bởi vì cái tính cách của họ thì rất là nhất quán, ổn định, có trách nhiệm. Thường thì họ có những cái chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho hiện tại và tương lai. Trong công việc và kinh doanh, người nhóm S thường được coi trọng bởi vì cái sự trung thực của họ. Vậy còn trong tình yêu và hôn nhân thì sao? Nếu mà bạn yêu một người nhóm S thì chắc chắn bạn đang cảm nhận được cái sự chu đáo, ân cần của ảnh dành cho bạn. Chàng trai nhóm S là một người rất là cẩn trọng trong những cái mối quan hệ, nên việc mà anh ấy đến với bạn là một cái sự suy xét rất là kỹ lưỡng rồi. Anh ấy xác định lâu dài chứ không phải là quen chơi chơi đâu nha. Đã yêu rồi là sẽ dắt về nhà, bàn chuyện với ba mẹ về việc cưới sinh, rồi năm mấy sẽ sinh con và sinh mấy đứa luôn đó. Điều mà những người đàn ông nhóm C và nhóm D không có, nhưng những người đàn ông nhóm S lại có, đó là thái độ quan tâm, sự lãng mạn và sự tinh tế trong tình yêu. Anh ấy rất là chịu khó nhắn tin nè, hay là viết thiệp cho bạn, mua hoa, tặng quà để cho người yêu của mình hài lòng. Nếu mà bạn đang quen với một người đàn ông nhóm S thì bạn cứ yên tâm vì bạn đã chọn được một người đàn ông có một trái tim vô cùng ấm áp nha. Tuy nhiên, người đàn ông nhóm S thì anh ấy thích sự riêng tư, không có thích ồn ào, nên đôi lúc bạn sẽ cảm thấy tình yêu của mình quá đơn giản, ít điều mới mẻ, và đôi khi bạn cũng cần có cái sự sóng gió để cả hai có thể cảm nhận được tình yêu cho nhau. Ảnh có xu hướng ngại thay đổi, thích ở trong cái vùng an toàn, nên đôi khi có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn nếu mà bạn là người thích đi nhanh và đi xa hơn. Để hiểu thêm người yêu của bạn thuộc nhóm tính cách nào thì các bạn hãy thử làm bài test mà Kim để ở đầu trang nha.